Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, nên 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã thu ngân sách nhà nước đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng gần 104% so với cùng kỳ của năm 2021 và đạt gần 90% kế hoạch năm 2022. Có được số thu thuế đạt cao là do ngoài việc huy động kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản được hưởng lợi từ sự khởi sắc của thị trường bất động sản nên số thu từ nhà đất tăng cao, đạt trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng dự án Dream City do công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư nộp 8.400 tỷ đồng. Công ty cổ phần bất động sản Ecobark Nomura nộp gần 550 tỷ đồng. Công ty cổ phần Ánh Khoa nộp trên 150 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khoản thu khác cũng đạt khá như thu từ khu vực ngoài quốc doanh gần 5.500 tỷ đồng, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 960 tỷ đồng.